Alo, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Ngày đêm hôm qua tới giờ thì cả nhà thấy rất là nhiều những cái tờ báo ha, họ đăng liên tục cái thông tin là cô Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Đặc biệt là tờ báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo Pháp Luật thì rất là tích cực. Khoảng chừng 2-3 phút là họ đăng một bài, 2-3 phút là đăng một bài. Thật sự mà nói á, trong cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều những cái vấn đề mà cô Hằng đưa ra. Cũng có người thương cũng có người ghét, chứ không phải là tất cả ai cũng không có đồng tình cái chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng đưa ra. Bên cạnh cái việc mà họ công kích bà Hằng về những cái phát ngôn á, thì đâu đó cái việc mà bà Hằng làm á là cũng muốn cho xã hội này nó tốt đẹp hơn. Thế cho nên cũng rất là nhiều người yêu mến. Mới đây á thì có một cái cô ở bên bên Úc á, gọi điện cho mình tâm sự về cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng. Thật sự cô tâm sự tới đâu thì mình cũng mũi lòng cũng ứa nước mắt tới đó cả nhà. Bởi vì nói gì nói, cái phát ngôn của cô Nguyễn Phương Hằng thì đôi khi nó cũng hơi nặng nề, nó hơi đánh đá, nhưng mà rõ ràng cái việc cô làm, cái mục đích mà cô Hằng nhắm đến á, là cho một cái xã hội nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là như những cái người mà người ta không thích rồi bắt đầu người ta nói làm sao mà cho cô Hằng mà thấy tệ hại nhất, xấu xa nhất trong mắt mọi người á, thì họ mới nói. Thế cho nên một số tờ báo thì cứ đăng liên tục những cái thông tin về cô Hằng, nhưng mà nó cũng không có gì mới. Thế cho nên mới đây á, một cái anh này là bên báo Công an Nhân dân, một cái nhà báo kỳ cựu báo Công an Nhân dân, đã đưa ra 7 cái nhận định liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng. Mình thấy cũng khá là hay, cho nên muốn chia sẻ cả nhà luôn. Thì anh này viết rằng á, là nhìn từ việc bà Nguyễn Phương Hằng, thứ nhất á, có thể nói 2 năm qua không một phóng viên nhà báo hay người làm truyền thông nào lại nổi tiếng và thu hút được một lượng lớn đông đảo người xem, người nghe, người chú ý như bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì sao? Bởi vì sao thì chắc có lẽ là nhiều người và nhiều câu trả lời với nhận định của từng người. Nhưng mà riêng anh này thì anh cho biết là bởi vì chỉ có bà Hằng mới dám đấu, mới dám đụng chạm đến những người nghệ sĩ, những người ca sĩ mà có lượng fan lên đến hàng chục triệu người, đúng không? Hàng triệu, hàng chục triệu người. Bà không nói cái kiểu vòng vo tam quốc hay là khơi khơi như một số báo chí hiện nay, mà bà chỉ trực diện, chửi trực diện, ngoan ngoắt đến lạnh lùng, nói thẳng, kêu tên và nhắc tên từng người, nói thẳng chứ không có vòng vo gì hết. Đó là cũng là một cái tính cách rất là thẳng thắn của bà Hằng, đúng không? Rồi cái thứ ba nữa đó là mình chỉ nghe bà Hằng nói hình như là một hay hai lần đầu thôi. Vì nói thật là mình không có quá nhiều thời gian và cũng chẳng đủ cái kiên nhẫn để nghe giọng của bà Hằng hàng 5-7 tiếng đồng hồ, đúng không? Tại vì mỗi buổi livestream của bà Hằng rất là dài hết cả nhà, thông thường là ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trớ trêu là sáng ngày nào cà phê á, thì lại được một cái ông anh hâm mộ bà Hằng kể lại là bà đang nói về ai, nói về vấn đề gì và nói như thế nào. Vì vậy cái thông tin về bà Hằng là tôi luôn cập nhật đủ đó. Rồi cái thứ tư á là việc làm từ thiện lâu nay có lẽ ở Việt Nam ít ai làm được như vợ chồng bà Hằng, ít ai làm được như vợ chồng bà Hằng, dù rất là nhiều người đã giàu nứt đố đổ vách, đúng không? Việt Nam thì cũng rất là nhiều người giàu, nhưng mà để làm từ thiện như ông Dũng bà Hằng thì cũng không có bao nhiêu người đâu đó. Vợ chồng bà làm từ thiện bằng chính đồng tiền của mình làm ra, bằng chính đồng tiền của mình làm ra. Còn làm thế nào để có tiền á, thì mình không biết, mình không bàn, bởi vì rõ ràng là mình không có tìm hiểu. Có lẽ vì vậy cho nên một số nghệ sĩ cũng làm từ thiện nhưng mà lại hô hào quyên góp, rồi một bộ phận báo chí thì lại nhảy vào tâng bốc lên tận mây xanh. Cho nên cũng có thể là bà vì thế mà cũng không đồng tình. Vì vậy bà chủ yếu chửi nghệ sĩ từ thiện và một số tờ báo, một số phóng viên mà làm nghề. Còn theo mình biết á, thì mình đã làm cái nghề nhà báo này rất lâu rồi, cho nên hiện có những cái nghệ sĩ đó đã bỏ tiền ra để thuê báo chí đánh bóng tên tuổi là có, đúng không? Một nhà báo kỳ cựu người ta khẳng định là chuyện đó mà. Vì vậy ở một số tờ báo, tạp chí, nhiều phóng viên bây giờ là tranh nhau phụ trách cái mảng giải trí, dù trước đây ai cũng né cái chuyện này. Và cũng vì thế đó, khi mà một số nghệ sĩ họ không có tài, cho nên họ muốn đăng báo thì đi ăn, đi ngủ, đi dép gì, ăn ốc, ăn bún, ăn hến, vân vân và mây mây, thì nó đều có trên các mặt báo là vậy.
đúng không? Bởi vậy cách đây 1-2 tháng thì chúng ta nhớ là cái con mèo của Trấn Thành mà sao tại báo đăng liên tục, hết báo này tới báo kia, một con mèo té lầu thôi mà trời ơi đăng rần 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 lên, không rồi quả dây nhiều người giờ cứ nói là không biết mèo này 49 ngày có đăng hôn hay là 1 năm ngày giỗ gì tùm lum la hết ra, người ta mỉa mai đó cả nhà, đúng không? Thì hôm nay anh này là một cái nhà báo kỳ cựu của báo Công an Dân là ta lên tiếng rồi, là rõ ràng có một số nghệ sĩ là đánh bóng tên tuổi bằng cách thuê báo để viết, đúng không? Đó. Rồi cái thứ năm à, kể ra thì bà Hằng dùng mạng xã hội cũng làm được một số việc đấy chứ. À, bà không nói á, thì anh Hoài Linh nhà mình biết bao giờ mới chi ra 14 tuổi của mọi người quyên góp từ thiện. Bà không nói á, thì cô Tiên, anh Thành đâu có công khai, kê khai. Ít nhất là từ bây giờ thì ai làm từ thiện bằng tiền của người khác thì cũng phải tính đến chuyện rõ ràng, minh bạch từ đầu. Đúng không? Phải sao kê là rõ ràng. Bà không nói á, thì có lẽ giờ này thần y vẫn đang lừa tiền của biết bao nhiêu người nghèo ở vùng quê nào đó. Bà không nói ra rã về thiền an minh bờ vũ trụ thì nhiều người chúng ta cũng không biết thầy ông nội là ai, đúng không? Rất là nhiều chuyện khác cả nhà. Rồi những cái chuyện như là quy tắc ứng xử của nghệ sĩ nè, cũng sau khi cái drama bà Hằng thì mới có cái quy tắc đó. Rồi cái nghị định 93 về kêu gọi quyên góp nè, đúng không? Rất là nhiều chuyện đó. Nhưng mà cái gì á nó quá rồi thì cũng không hay. Nhưng mà cái gì quá rồi thì nó cũng không hay. Lẽ ra bà Hằng nghỉ ngang từ đó. Xách váy, xách túi đi du lịch là ok rồi, tức là chỉ nói về cái vấn đề từ thiện hoặc là vụ tạ am thôi, rồi dừng lại và lên đường đi chơi, đi du lịch thì nó quá tốt rồi đó. Nhưng một số người á, khi mà làm việc gì đó đó thì họ ít biết đến cái điểm dừng, và bà cũng là một trong số đó, cho nên cái việc bà, cái cho nên cái kết bà bị khởi tố nhiều người đã dự báo là đúng. Rồi cái thứ bảy á, nhà báo này cho biết là ai sai thì người đó chịu, ai thì cũng phải đối mặt với cái hành vi sai trái nếu mà mình gây ra. Nhưng mà khi bà Hằng bị khởi tố, bị bắt giam á, thì mình thấy một số phóng viên đã chọn đăng cái ảnh của bà nhàu nhĩ thất thần khi mà ở trong khi làm việc với cơ quan chức năng đó nha. Mình thấy sao sao đó, bà có tội hay không á, thì còn phải điều tra rồi viện rồi tòa người ta kết luận. Nhưng mà một số người chưa gì hết đã kết luận cái tội bà rồi. Đó là mình thấy cũng thấy bức xúc, đúng không? Khi chưa gì hết trơn á, thì bắt đeo theo chụp hình người ta mà phải dìm hàng làm sao cho bà hàng thật là xấu xa, thật là cái gì đó. Rồi một số người thì nhảy vào kết luận cái tội là sẽ tạm giam rồi lại kết án là 7 năm gì tùm lum lá trán. Ủa tòa ta chưa kết luận rồi viện kiểm sát ta chưa làm gì hết mà đã kết luận rồi, đúng không? Đã định tội luôn rồi thì đâu có đồng tình được cả nha. Đó. Rồi cái anh này viết tiếp á, là bà có 1.000 hay 100.000 tỷ thì bà có đi tù hay không thì chẳng liên quan gì đến mình, nhưng mà mình thấy cũng thương thương. Bà bị bắt á, ai thì hả hê, nhưng mà mình thấy cũng không phải lắm, đúng không? Người ta nói gì nói chứ người ta cũng làm được rất là nhiều việc rồi. Cho dù ghét dù thương gì không biết, nhưng mà rõ ràng những cái chuyện đó thì không ai chối cãi được. Mà khi người ta bị bắt bắt đầu hả hê sao kỳ vậy, đúng không? Bà bị bắt ai hả hê, mình thấy cũng không phải lắm. Mình hay nghĩ ít nhất á, là bà Hằng cũng đã giúp, cũng đã đóng góp được nhiều cho những cái mảnh đời trong suốt hàng chục năm qua. Thôi nghỉ đi bà, biết đâu khởi tố là cái phanh cho bà nghỉ ngơi và kéo dài tuổi thọ cho cuộc đời bà. Vì ở ngoài bà cứ nói hàng tiếng đồng hồ như vậy cũng tổn thọ lắm. Đó là cái bài tâm sự, cái bài nhận định của anh Dương Sông Lam, là một nhà báo kỳ cựu của báo Công an Dân. Thì cái anh này nói cũng những cái câu cuối này mình thấy cũng hợp lý, cũng biết đâu đây là cái cách để bà Hằng dừng lại. Chứ nhiều lần bà Hằng cũng muốn là dừng lại lắm, nhưng mà vẫn đâu đó bà Hằng thấy một cái nỗi đau nào đó, cho nên bà Hằng vẫn tiếp tục cái câu chuyện. Thành ra có nhiều cái lời nói nó cũng chưa phải lắm, đặc biệt là đụng chạm đến một ai đó ha. Thôi thì cái việc đến nước này rồi á, thì mình chỉ mong sao á, là bên phía chú Dũng, bên phía trợ lý hoặc là luật sư á, có cái hướng nào đó để thuận lợi nhất trong cái vấn đề pháp lý này đó của cô Nguyễn Phương Hằng ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.